Hot hot hot, áo phong One Piece ra mắt theo nhiều mẫu mới anh em ơi. Đặc biệt, ưu đãi miễn phí ship khi mua 3 áo. Link mình để ở mục mô tả nhé. Giả thuyết, cuộc phiêu lưu của Luffy sẽ không dừng lại ở Rapten. Kho báu thật sự đang nằm trên mặt trăng. Đầu giường ánh trăng sáng rọi. Ngỡ mặt đất phủ sương. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Đó là những câu thơ của Lý Bạch, hay còn gọi là Lý White hoặc Lý Trắng. Một nhà thơ nổi tiếng thời Trung Hoa xưa, dù ông đã sống cách đây hàng trăm năm, nhưng chẳng biết vì sao ông lại có thể xem One Piece anh em ạ. À, ý mình là những câu thơ đó đối với người thường thì không có gì đặc biệt, nhưng đối với anh em One Piece chúng ta thì nó giống như đang PR cho một giả thuyết cực kỳ hấp dẫn ở đằng sau vậy. Nhất là câu ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương ấy. Anh em muốn biết mình đang nói về giả thuyết điên rồ nào không? Nếu muốn thì thắt dây an toàn, lên xe và đi thế nào? Phí du hành chỉ một like mà thôi. Và bác tài hôm nay chính là thuyền trưởng xăm soi của anh em đấy. Chuẩn bị xong rồi thì get go thôi. Những manh mối trên Skype à? Hẳn nhiều bạn xem One Piece chỉ để giải trí và không muốn tìm hiểu sâu về cốt truyện, sẽ skip khá khá ác đảo trời Skype à? Vì nó quá đậm màu sắc truyện và lịch sử. Tuy nhiên, đối với những nhà One Piece học như mình thì đây lại là một trong những phần hay nhất, chứa đựng vô số thông tin thú vị, có thể giúp chúng ta mở ra một cái nhìn rộng hơn rất nhiều về thế giới một mảnh đấy. Đây là lưu ý đầu tiên, anh em nhớ nha, One Piece nghĩa là một mảnh. Mọi chuyện bắt đầu từ khi Robin đến di tích lịch sử cấp quốc gia, thành phố vàng Sandora. Cô đã đọc được rằng nơi đây từng có một nền văn minh cổ xưa, và quan trọng nhất là nó đã đổ xuống. Ở đây ta có thể hiểu theo hai nghĩa. Một là nền văn minh ấy đã bị sụp đổ. Thứ hai là nó đã rơi từ trên xuống. Và trong giả thuyết này rất có thể cả hai nghĩa đều đúng. Để bổ trợ thêm cho các manh mối trên đảo trời ấy, chúng ta hãy cùng đi đến cuộc hành trình đầu đường xó chợ của Enen sau khi bị Luffy đá chén cơm nhá. Chuyến hành trình đến vô tận của Enen. Enen sau khi ngồi lên khinh khí cầu và tiến lên mặt trăng, anh đã bắt gặp di tích về một nền văn minh cổ đại tồn tại cách đây hàng trăm ngàn năm. Thậm chí đến hiện tại, một số di tích vẫn còn như là đền thờ, robot, vân vân. Ngoài ra, Enen cũng gặp một lũ hải tặc đang làm loạn, và thú vị thay, nó không đến từ trái đất mà đến từ ngoài không gian. Điều đó nói lên rằng không những mặt trăng có sự sống mà cả khu vực ngoài hành tinh trong thế giới One Piece cũng tồn tại sinh vật. Đây là lưu ý thứ hai. Đặc biệt nhất, thông qua những hình vẽ mà Enen trông thấy, chúng ta sẽ thu thập được rất nhiều thông tin. Đầu tiên là vẽ ngoài của chủng tộc Muninai này cực kỳ giống dân trên trời, từ đôi cánh, cách ăn mặc đến kiểu tóc. Thậm chí ở góc dưới bên phải còn có thanh niên cá mập trời bị Zoro gõ u đầu tại đền thờ. Tóm lại, điều mình muốn nói là cư dân từ nền văn minh mặt trăng đã xuống trái đất sinh sống, và sau hàng trăm năm họ đã trở thành tộc người trời hôm nay. Vậy tại sao họ lại bỏ quê hương đi lưu lạc? Đương nhiên là có nguyên nhân chứ, không phải là đi du lịch đâu anh em ạ. Lý do là bị xâm lược đấy. Cướp biển không gian và vũ khí cổ đại. Vậy đối với một nền văn minh tiên tiến như vậy thì thế lực nào đã tấn công được họ? Đáp án chính là cướp biển không gian đấy. Và mình chắc chắn những cái này, một là cực kỳ mạnh, hai là sở hữu vũ khí tối thượng, chứ không giống như cái bọn hải tặc không gian phà kè bị Enen đập bơm đầu đâu nhá. Cá nhân mình thì thiên về hướng sở hữu vũ khí tối thượng hơn, và thứ ấy không gì khác ngoài vũ khí cổ đại. Anh em cứ nhìn tên của chúng đi là thấy mối liên hệ ngay. Pluto, Pluto là sao Diêm Vương, Uranus là sao Hải Vương. Đây là điểm lưu ý thứ ba, hải tặc không gian chỉ sở hữu hai vũ khí cổ đại. Còn Poseidon là của cư dân trái đất, nói chính xác hơn là của tộc người cá. Sau khi dùng uy lực cực đại áp đảo nền văn minh mặt trăng, đám hải tặc không gian bắt đầu truy sát họ đến tận trái đất và tiêu diệt tất cả. Chỉ duy nhất những người chọn Skypiea mới may mắn thoát nạn cho đến ngày hôm nay. Để che giấu tội ác đó, chúng đã trừ khử luôn những người viết lịch sử thời điểm bấy giờ, cùng với toàn bộ những dấu tích của tộc Muninai biến mất khỏi dòng lịch sử. Cho nên, ta mới gọi khoảng thời gian này là thế kỷ trống. Tuy nhiên, tộc Kozuki đã vô tình chứng kiến và giúp đỡ những người mặt trăng ghi lại lịch sử vào các phiến Poneglyph bằng chính ngôn ngữ của họ. Thứ sau này được đặt tên là văn tự cổ đại. Còn Pluto sau trận chiến cũng đã bị thất lạc. Vậy rồi, các tên cướp biển không gian đã đi đâu sau khi hủy diệt cả một nền văn minh? Đáp án là trở thành chùm của trái đất, Thiên Long Nhân anh em ạ. Văn minh mặt trăng chính là vương quốc cổ đại, Thiên Long Nhân là hải tặc không gian. Nền văn minh mặt trăng ấy không phải là thứ gì xa xôi, mà chính là vương quốc cổ đại,
và vua của nó là Joy Boy. Khi còn thịnh vượng, nơi đây thường liên lạc với trái đất. Vì vậy mới có truyền thuyết, Joy Boy chính là người bạn của công chúa người cá và đã mời các không gian này tấn công họ là để được thống trị trái đất. Không những thế, chúng có lẽ cũng đã tìm cách hạ gục toàn bộ tộc nhân Lunarian, chủng tộc được người trái đất tôn thờ như các vị thần. Và đặc biệt nhất là chi tiết về trang phục của bọn thiên long nhân. Anh em nhìn nó giống thứ gì? Đúng rồi, chính là bộ đồ du hành không gian đấy. Có lẽ đó là trang phục truyền thống của bọn chúng, thay vì không muốn hít thở chung bầu không khí với dân thường hay hồ cá như anh em ta nghĩ trước giờ. Đặc biệt, sau khi nắm quyền lực tối cao trên trái đất, chúng bắt đầu tuyên truyền tẩy não, cấm những hoạt động nghiên cứu thế kỷ trống và xem Poneglyph là những phiến đá nguy hiểm. Vậy còn truyền thuyết 20 nước liên minh hạ gục vương quốc cổ đại thì sao? Mình nghĩ là có lẽ đám hải tặc không gian này đã đến từ 20 vùng đất khác nhau. Do đó, hiện nay cũng có 20 họ khác nhau đấy. Tộc đi. Chỉ một số ít cư dân may mắn nương thân được vào Skypia. Đa số cư dân mặt trăng sau khi đến trái đất đều bị thiên long nhân tiêu diệt bởi vì ngoại hình khác thường của họ quá dễ dàng để nhận ra. Một số người may mắn sống sót để tránh việc toàn tộc bị diệt vong đã nghĩ ra biện pháp kết hôn với người trái đất để tạo ra những tộc còn lại với hình dạng giống người trái đất. Từ đó có thể bình yên mà sống mà chờ được đến ngày báo thù. Do đó, những đứa con lai này ta có thể xem chúng là người mang một nửa dòng máu mặt trăng. Và một nửa hình dạng của mặt trăng, anh em biết là hình gì không? Đúng rồi, đó chính là chữ đề đấy. Đó cũng là lý do tại sao những kẻ mang ký tự đi trong tên được gọi là kẻ thù tự nhiên của Chúa và đặc biệt ghét những tên thiên long nhân. Tất cả những điều đấy chúng ta có thể thấy chỉ gói gọn trong một trang bìa mà thôi. Luffy được vẽ có một cánh giống hệt như người ngoài mặt trăng. Ngoài ra, cậu còn nhắm một mắt và mở một mắt, thể hiện cho hai nửa khác nhau bởi vì Luffy mang chữ đi là con lai của hai chủng tộc anh em. Theo cá nhân mình nghĩ, điều đó sẽ cực kỳ thú vị, thậm chí đáng để trở thành đại sử thi. Khi hậu thế của những người mặt trăng đang trả thù cho tổ tiên của mình sau thất bại hàng nghìn năm trước. Giống như Ngô Quyền tặng cho mấy thằng tung của vài cái cọc đấy. Đời chan mặn thì đời con ăn cức, à nhầm, đời chan mặn thì đời con khát nước thôi. Kho báu One Piece nằm trên mặt trăng. Và cuối cùng, điều mấu chốt của giả thuyết ngày hôm nay chính là kho báu One Piece thực sự đang nằm trên mặt trăng. Cụ thể, khi tìm được 4 phiến Road Poneglyph, ta có thể tiến đến Rapten. Tại nơi đây sẽ có một sự kiện gì đó xảy ra và có thể đưa mọi người đến mặt trăng. Hoặc điên rồ hơn, Rapten chính là mặt trăng và Laptheo là một địa điểm trên đó chiếu One Piece. Đặc biệt nhất, anh em có nhớ lưu ý một mình đã nói ở trên chứ? One Piece có nghĩa là một mảnh. Từ đó mình nghĩ tới hai trường hợp như sau. Trường hợp sau cuộc chiến oanh tạc 800 năm trước, mặt trăng chỉ còn lại một nửa hoặc một mảnh nhỏ so với kích thước vô cùng lớn ban đầu. Bởi vì NN gọi đây là vùng đất vô tận linh thiêng, mà mặt trăng hiện tại thì chắc chắn nhỏ hơn trái đất. Trường hợp thứ hai, One Piece là một mảnh cuối cùng để tạo nên thứ gì đó. Có thể là thứ đủ mạnh để có thể đánh bại bọn thiên long nhân, hoặc chẳng cuối của câu chuyện cười chẳng hạn. Ngoài ra, có vài bằng chứng nữa bổ trợ cho giả thuyết trên của mình rằng One Piece không thể nằm ở biển sâu là vì sau thời đại Roger, số hải tặc ra khơi còn đông hơn cả fan Ronaldo. Chúng khuấy đảo khắp đại hải trình hơn 20 năm như thế, thì dù không cần bản đồ, vẫn có kẻ ngẫu nhiên đến được One Piece. Điều đó là một hòn đảo đúng không nào? Đặc biệt nhất, anh em còn nhớ khung cảnh xung quanh khi băng Roger tìm thấy Laptheo và cười nghiêng ngả như công chúa bong bóng chứ? Xung quanh họ toàn là một màu hư ảo, không giống bất kỳ vùng biển nào. Hơn nữa, nó còn có mây, tức là có thể ở YYC hoặc trên mặt trăng. Nếu ở YYC, thì nói lên rằng Roger thật ra chưa tìm thấy kho báu cuối cùng của Joy Boy. Ông chỉ tiến được đến Laptheo và biết được một số thông tin từ 800 năm trước mà thôi. Đó là lý do ông nói với Dầu Trắng và toàn bộ thuyền viên của mình rằng đang chờ một ai đó. Và đến hiện tại, sau 800 năm từ thời điểm Joy Boy và hơn 20 năm từ thời Roger, chúng ta đã có một ứng cử viên cho mọi việc. Tên nhóc sở hữu chữ đi trong tên, khao khát tự do to lớn, tấm lòng nhân hậu, có lời hứa với tộc người cá, mối quan hệ với tộc Kozuki, đặc biệt là có một ước mơ điên rồ nào đó mà Oda giấu nhẹm suốt hơn 1.000 chapter. Không ai khác chính là Buggy. À nhầm, ai đã nhầm kịch bản cho mình đây? Làm lại nha. Không ai khác chính là Monkey D. Luffy, vua hải tặc và người đứng trên đỉnh của mọi thứ trong tương lai. Sau khi tiến đến được Laptheo, tức YYC, cả băng sẽ tiếp tục du hành đến mặt trăng và trở thành người đầu tiên tìm được kho báu thực sự. Từ đó có thể phơi bày nhiều thứ. Thậm chí mình còn nghĩ rằng việc Luffy lên được mặt trăng sẽ có thể biến cậu trở thành chu miền cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nghĩa đen là người tự do nhất biển cả, còn nghĩa bóng là theo hướng khoa học. Mặt trăng có thể điều khiển thủy triều và sự dâng lên hạ xuống của nước biển. Liệu trang hành động cuối cùng, Luffy sẽ dâng nước biển lên, nhấn chìm thanh địa Marijoy và rồi hét lớn rằng tao là thủy tinh,
Chả mị nương lại đây. À, mình đùa thế nhá. Và rồi, video đậm vị đá, nồng vị bóng của mình đã kết thúc tại đây. Anh em thấy có hợp lý và cuốn cuộn cuộn không nào? Nếu có thì nhớ để lại một like nhá. Giờ thì chúng ta hãy cùng reset bộ não bằng những dòng comment của các thuyền viên thôi. Đầu tiên là bạn Vũ Văn Hiệp. Vì sao Frankie là người máy mà không chế tạo điện thoại để cho tiện? Vì đã có Đen Musi rồi, còn dùng điện thoại làm chi nữa đúng không nào? Mà dù có dùng điện thoại, cũng có gọi cho ai được đâu, vì người ta toàn xài con ốc sên mà. Bạn Hiếu Nguyễn, cho em lên TV với anh ơi. Ok em ơi, lên ngay và luôn luôn. Và cuối cùng là bạn Đặng Thị Lệ. Nếu người cụt tay ăn trái ác quỷ của Bartholomew thì tạo được khiên chắn không ạ? Còn một tay thì chắc chắn là vẫn được ấy chứ nhỉ? Còn cụt hai tay thì thôi luôn, mình chịu. Tặng anh em bộ ảnh xanh cực dễ thương nhá. Để lại gmail bên dưới cho thuyền trưởng sắm sói nhá. Trước khi rời đi, anh em nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh và một comment suy nghĩ của mọi người về nội dung hôm nay nhá. Cảm ơn anh em đã chọn sắm sói và chúc mọi người có một ngày vui vẻ. Giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các thuyền viên ở những video sau.